Ngày 17 tháng 10, nhóm phục dựng ảnh miễn phí Skyline, nét ảnh vượt bão đến từ tỉnh Hải Dương đã tổ chức trao tặng ảnh cho người dân thôn Làng Nổ, xã Phúc Khánh. 34 bức ảnh lớn nhỏ gồm ảnh chân dung, ảnh gia đình và ảnh thờ đã được trao cho các gia đình ở thôn Làng Nổ. Những bức ảnh này được nhóm phục dựng dựa trên tư liệu các gia đình cung cấp. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện cảm động khác nhau, không chỉ giúp các gia đình tưởng nhớ đến những người đã khuất, mà còn tiếp thêm động lực để người ở lại tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Nói chung là bây giờ con tấm ảnh này con viết là gia đình mình, sau này con cái con viết là đấy là ông, đấy là ba nó, còn bố mẹ lúc đấy như thế nào. Bây giờ nhờ bức ảnh này em còn được nhìn thấy bố với mẹ, nếu mà em nhớ. Những tấm ảnh mà nó còn món quà về tinh thần để giúp bà con là dựa vào những tấm ảnh đó để mình cố gắng vượt qua khó khăn thời điểm này và là động lực cho mình để sau này mình tiếp tục mình có những kỷ vật, những kỷ niệm bên người thân của mình. Đặc biệt là những tấm ảnh này có những gia đình nó là những cái tấm ảnh kỷ niệm cuối cùng và duy nhất. Thời gian tới, nhóm tiếp tục nhận dựng ảnh theo yêu cầu để giúp bà con thôn Làng Nổ lưu giữ được nhiều khoảnh khắc bên gia đình, người thân.